Mình chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha Thì bạn nào mà chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh nha các bạn Thì hôm nay là như tiêu đề thì mình sẽ là chia sẻ cho các bạn về cái trồng hoa Tết ha Đặc biệt là giống bông dạng thọ nha các bạn Thì trước đó thì mình cũng có là chia sẻ cho các bạn về cái mà thời điểm mà trồng hoa Làm sao mà nó trổ hoa cho đúng Tết á Thì có một số bạn là hỏi mình á Thì mình ươm cái hạt giống nó ngày mấy mà để mà mình trồng cho nó đúng cái ngày là 23 Tết Để mình bán cái ngày mà ông Táo về trời các bạn thì có nhiều bạn mới thì các bạn sẽ không có biết về cái thời điểm trồng. Thì ở đây thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn ha. Thì trên thị trường thì nó có rất là nhiều giống nha các bạn ha, nhưng mà ở đây mình chia sẻ cho các bạn là cái giống là 06 của rồng vàng ha. Và cái liên hạt giống là mình để bên dưới cho các bạn tiện mua ha. Thì đối với cái giống mà 06 này các bạn nó là cái giống lùng ha. Thì khi mà anh em mà muốn trồng và cho nó trổ đúng cái ngày là 23 Tết á thì anh em có thể là trồng vào cái ngày là 19 tháng 10 âm lịch nha các bạn ha. Là cái ngày đó thì mình sẽ là mình ươm ươm cái hạt giống đó là mình trồng á. Thì tầm đâu khoảng đâu là 12 ngày sau thì anh em có thể là đưa nó lên chậu ha. nó thì anh em phòng bệnh là cổ rễ nha các bạn. Còn cái giá thể thì anh em có thể là đi cái trò trấu ha. Đó. Thì đúng kho, đúng khoảng đâu là một tháng các bạn là tầm đâu khoảng đâu là ngày 20 tháng 11 âm lịch ha thì mình sẽ bấm cho nó cái cơi một tức là mình bấm đọt á rồi mình để là tự nhiên luôn rồi mình chăm sóc như bình thường thôi thì nó sẽ trổ qua đúng cái ngày là 23 Tết hay là mình có thể là mình bán cho những cái bạn mà mua để mà bán ông táo về trời các bạn thì cái thời điểm đó thì cái giá mà bông dạng thọ của mình các bạn nó rất là mắc luôn thì một cây như vậy là, nó tầm khoảng đâu là 10.000 ha có thể là hơn nữa nha các bạn ha tùy vào cái thời điểm nhưng mà trong cái đợt dịch đợt này các bạn thì mình nghĩ là cái giá bông nhận thọ của mình đó các bạn ít người trồng đó, thành ra nó có thể là nó cao hơn nữa thì các bạn là có thể là trồng một số ha để các bạn kiếm thu thu nhập ha đó thì đó là cái ngày ha còn bạn nào mà quan tâm về cái thời điểm mà trồng uh, qua Tết đó, để cho nó trổ vào cái ngày là Tết nguyên đáng đó, thì các bạn có thể là xem lại những cái video trước của mình ha thì thông thường đó, thì nó sẽ rơi vào cái ngày là 25 tháng 10 âm lịch nha các bạn ha mình sẽ bấm cơi nó vào cái ngày là 22 tháng 11 âm lịch đó thì nó cũng bổ đồng là một tháng nha các bạn ha 22 tháng 11 âm lịch đó là mình bấm cái, cái cơi một còn cái cơi hai của nó thì nó sẽ rơi vào cái ngày là à, mùng 2 tháng 12 nha các bạn ha cái đó là mình đi hai cơi luôn mình để cho bông của nó là nó trổ đẹp ha có nghĩa là nó nó, nó hơi cao một xíu nó giống như là cao lỡ vậy đó kiểu vậy nha các bạn ha còn các bạn nào mà trồng 23 ba tết đó thì các bạn bấm một cơi thôi bấm một cơ mà nhưng mà mày gieo cái cái bữa 19 ha, 19 tháng 10 và mình sẽ bấm cho nó vào cái bữa là 20 ha, 20 tháng 11 là để tự nhiên thì nó sẽ đúng cái ngày là 23 Tết thôi là các bạn bán là ok luôn. Đó. Thì nó cũng rất là dễ thì hôm nay thì mình cũng chia sẻ cho các bạn về cái thời điểm mà trồng bông giang cho bông giang thọ vào cái ngày là 23 Tết ha thì mình thấy ở trên mạng thì cũng người chia sẻ cái vụ mà trồng qua mà để bán cái cho cái ngày 23 Tết lắm Thờ thông thường là người ta chỉ chia sẻ cho các bạn về à, trồng bông dạng thọ mà để cho nó người ta bán Tết thôi nó thì video video của mình chia sẻ cho các bạn có thể là tham khảo ha mình cũng đã là tìm hiểu là nhiều kênh rồi mình thấy cũng ít người trồng lắm nhưng mà thông thường thì cái ngày gieo của nó là 19 tháng 10 âm lịch nha các bạn ha hoặc là cái ngày là 21 tháng 10 âm lịch nha các các bạn ha đó thì các bạn có thể là gieo vào những cái ngày đó ha nó thì cơ bản là chỉ vậy thôi còn phần giá thể này nọ thì mình cũng chia sẻ cho các bạn về những cái video trước này thì thông thường á, thì dạng thọ cũng như là qua màu gà nè rồi qua hướng dương nè thì mình chỉ việc mình đi cái trò trấu thôi còn các bạn mà chồng ở nhà thì các bạn có thể là đi cái phân bò cũng được nha nhưng mà có phải là quay mục nha các bạn ha không nó cũng rất là nóng luôn và cái video của mình á, là mình chia sẻ làm trong ở cái khu vực là miền nam nha các bạn ha còn ở ngoài miền bắc á, cái không khí lạnh á, các bạn thì nó sẽ khác nữa cái không khí lạnh thì nó sẽ trổ rất là chậm luôn cái cây dạng thọ này thì khi mà trời nắng các bạn thì nó rất là nhanh trổ mà khi mà trời lạnh thì nó chậm chỗ hơn nó thì đối với mà những bạn mà trồng mà để bán cái ngày 23 tết mà khi mà mà mình trồng trễ hoặc hoặc trồng sớm thì các bạn nên áp dụng như thế này thì nếu như là mình qua mà nó chỗ trễ thì mà bạn muốn cho nó sớm thì các bạn chỉ việc là bạn đem ra nắng ha nó còn bạn nào mà muốn cho nó chậm lại thì bạn đem vô mát thì nó sẽ chậm chỗ lại thôi rất là đơn giản thôi anh em có thể xem những cái video của mình để anh em tham khảo ha nó thì video này thì mình quay cái này là cảnh quay này là quay demo cho các bạn xem thôi cô chủ yếu là chia sẻ cho các anh em về cái thời điểm ha rồi thì bạn nào mà thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình cũng như là các bạn có câu hỏi thì các bạn cứ bình luận bên dưới video của mình ha thì mình sẽ cố gắng mình trả lời cho các bạn ha thì nếu như mà câu hỏi nào khó quá thì mình sẽ đưa vào nhóm của mình và mình sẽ tập hợp mình làm một cái video cho các bạn nha rồi video quay tới đây thôi nha các bạn rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình chúc các bạn một ngày thật là vui ha